và đang nỗ lực chung tay với chính quyền địa phương từng ngày chống chọi với khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít những doanh nghiệp vì lợi ích coi thường công tác chống dịch. Chỉ trong 3 ngày, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện hơn 1.500 giấy đi đường vi phạm. Trong đó, rất nhiều giấy được cấp bởi các doanh nghiệp hoạt động không đúng mục đích hay thậm chí là đã giải thể. Cùng với đó, hiện vẫn còn doanh nghiệp chưa lên kịch bản ứng phó với COVID-19, trong khi dịch bệnh đã xuất hiện tại Đà Nẵng hơn 3 tháng qua. Đây là cái thời điểm mà các cái doanh nghiệp thì nên đồng hành cùng với thành phố để mà thực hiện công tác chống dịch. Về phía ban quản lý chúng tôi thì chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động ổn định. Nhiều tháng qua, những gam màu tối đã luôn bao trùm các doanh nghiệp. Nhưng quá trình đó cũng có những điểm sáng trong chống dịch. Đã có doanh nghiệp hoặc cả khu công nghiệp lớn tái sản xuất sau khi bị lây lan dịch bệnh. Việc này cho thấy vẫn có thể vừa sản xuất vừa bảo vệ doanh nghiệp trước dịch bệnh. Vấn đề là chúng ta cần tiếp tục nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp, qua đó cân bằng thực hiện nhiệm vụ kép, chống dịch nhưng không để nền sản xuất bị đứt gãy.